hỏi này không được tế nhị lắm. Ông có cái điều gì riêng tư, vì lý do gì mà ông phản đối phía Việt Tân một cách cụ thể và rất là mạnh mẽ như là nãy giờ chúng ta có thể thấy đây? Vâng, trước hết tại vì tôi nói gì tôi dẫn chứng. Thưa anh, mấy cái ông kháng chiến Việt Tân này, cái tên tuổi ông quốc gia chống cộng, ông bàn ông Quỳnh Văn Trạm cố vấn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không? Chỗ đứng ông bàn ông thiếu tá Hạnh, thiếu tá Có không? Thiếu tướng Hạnh, thiếu tướng Có không? Tham mưu trưởng quân lực đời này nọ, cuối cùng là cộng sản. Bao nhiêu thằng điệp viên cộng sản giữ chức lớn trong chức phận trong Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì ông lấy cái gì ông bổ đảm mấy cái thằng Việt Tân hay mặt trận Hoàng Cơ Minh này là chống cộng thiệt? Cho đó giả rất là nhiều. Gián điệp cộng sản rất là nhiều. Cho đó không lấy cái gì để bảo đảm ông Đỗ Văn Điềm lấy tới Hùng hay đảng Việt Tân là chống cộng cả. Và tôi cho rằng họ là đang có những hành động tiếp tay cho cộng sản. Bằng chứng là cô Hồng Thuận, một đảng viên cao cấp của Việt Nam, của Việt Tân đã về Việt Nam rất là nhiều lần, đứng dưới cờ cộng sản hình Hồ Chí Minh. Rồi ông tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một lãnh tụ trung ương của đảng Việt Tân, là về Việt Nam như chợ, rồi đi về máy bay nữa, về ngay cả thành phố Hồ Chí Minh trên phi trường Tân Sơn Nhất. Như vậy làm sao chống cộng được? Mà anh nói họ chống cộng làm sao họ, tôi anh Trung có dám về không mà ông là lãnh đạo trung ương của đảng Việt Tân đi về máy bay. Như vậy điều đó chúng ta đặt vấn đề chứ. Trở lại vấn đề, tôi có một cái ăn oán giang hồ với đảng Việt Tân cá nhân. Vâng, năm 1999 khi chúng tôi biểu tình ông nghị viên Tony Lam, chúng tôi cho là Việt Giang, thì cái chuyện chúng tôi có quyền phát biểu quan điểm, chúng tôi có những lý do biểu tình ông. Tại vì ngày 53 ngày biểu tình ở Trần Trường trên cỏ đuôi chó treo cờ Hồ Chí Minh với hình cờ cộng sản, ông nghị viên ngay đây không có xuất hiện với đoàn biểu tình. Thế thì tại sao, đó là quyền dân chủ của chúng tôi biểu tình tự do ngôn luận, tại sao cái tên Đỗ Văn Điềm này, tại sao ông lên báo Los Angeles Times, ông kêu cái đám Ngô Kỷ biểu tình là đám thiểu số, là say, là phá hoại cộng đồng, chia rẽ cộng đồng. Cho ông nói vậy, ông Đỗ Văn Điềm. Ông bưng bô cho đỡ thằng từ Việt Giang Tô Lâm mà sao mà cho phép mình nói điều đó. Và tôi có tờ báo LA Times năm 1999. Từ đó, tôi cho Đỗ Văn Điềm, đại diện đảng Việt Tân, là những tên thông đồng với những tên Việt Giang. Lúc đó tôi chưa cho là ông làm với cộng sản. Nhưng ông đi bưng bô cho thằng Việt Giang Tô Lâm và tôi đã có mối thù từ đó. Tuy nhiên, không phải vấn đề, bữa nay tôi đặt vấn đề cái vụ cuốn phim này liên hệ đến vấn đề mà cái thù riêng đó. Tôi hôm nay, tôi đặt vấn đề này, tôi không ủng hộ cuốn phim, tôi không chống đối cuốn phim gì hết á. Tại vì cuốn phim là cuốn phim, tôi không dính dáng. Nhưng từ lúc Đỗ Văn Điềm Việt Tân, hay là tên Bùi Phát, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia, hay một số tổ chức quân đội, là cái mạng của ông Nguyễn Xuân Nam, website của ông phản vắng tào lao như thằng đại tá Vũ Văn Lập, hay thằng tiến sĩ Đỗ Hùng, hay mấy ông mặt trận rồi mà Hoàng Thế Dân, rồi bên mấy ông lính trắng gì đó tào lao thiên địa, là lên kéo cả cộng đồng vào cuốn phim, rồi nói là cuốn phim nhục mạ cộng đồng. Chính vì vậy mà tôi thấy vô lý, do đó tôi phải đặt vấn đề. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ với anh. Xin cảm ơn Ngô Kỷ, nhất là cái sự lý giải rõ ràng về cái gọi là ân oán giang hồ trong quá khứ của ông với mặt trận và đảng Việt Tân qua ông Đỗ Hoàng Điềm. Câu hỏi cuối có lẽ sẽ bắt đầu từ anh Nguyễn Hồng Phúc. Với tất cả những cái ảnh hưởng, những cái sao động mà liên quan tới bộ phim này, thì cộng đồng người Việt nên hành xử như thế nào, nên suy nghĩ thế nào trong những ngày tới là về liên quan tới bộ phim này và những có thể là những bộ phim tiếp tới trong tương lai, thưa anh? Thế tôi thì không có cần gì phải hành xử gì. Sự thật là trong cộng đồng mình, mà chưa có cộng đồng nào trên thế giới này, ngay cả trong nước, ngoài nước, của những cộng đồng bạn khác, những người Mỹ này mà có 5 người ký giả báo chí bị giết, thì đó vấn đề tâm linh đó, đó vấn đề tâm linh, vấn đề con người, đó là một tội ác. Mà tội ác thì có hai tòa án, một là tòa án xã hội, một tòa án lương tâm. Thì những người làm điều đó thì đắc tôi, theo tôi á, sẽ bị gọi là, nói theo nhà Phật là sẽ bị báo oán, sẽ bị rất là cái tâm linh rất là tội ác. Còn đối với tôi thì cái bộ phim này tôi thấy vẫn bình thường, đưa lên một sự thật thì không có gì đối với tôi, không có điều gì hết. Ông Phong cho biết là cộng đồng người Việt nên suy nghĩ và hành xử như thế nào trong những ngày tới liên quan tới bộ phim, thưa ông? Theo tôi nghĩ là cộng đồng nên đứng ngoài, đừng có hỗ trợ ai hết, cho nó khỏe. Là vì
cuộn phim thì là do là những nhà báo có công tâm, họ muốn đưa cái vấn đề đã che lấp với bụi thời gian ra lại, ngược lại ra lại ánh sáng để mà nói rõ ai là kẻ đã chủ động trong cái việc sát hại năm nhà ký giả đó. Thái độ đó là một cái thái độ rất là can đảm, cũng giống như là hai ký giả mà đã phanh phui cái vụ nghe lén gọi là của thời của Nixon. Đó là cái nhiệm vụ và tôi rất là hoan nghênh cái thái độ can đảm đó. Tôi xin đính chính này, tôi thấy những cái ban đại diện cộng đồng mà tôi không biết ban đại diện ông là ai. Đúng rồi. Bao nhiêu đồng tôi không biết, bao số người vài chục người bầu cái hô là đại diện cộng đồng, nó không đại diện cho tôi. Mà không, tôi không biết cộng đồng có làm cái gì đâu. Mà đại diện cộng đồng gì, tôi không biết ông Phát Bùi là ai nữa. Tôi không biết ông chủ tịch cộng đồng, hiện bây giờ tôi không biết ông chủ tịch cộng đồng. Tại quá nhiều chủ tịch cộng đồng, ai cũng đại diện cộng đồng. Please, đừng có đưa cộng đồng Việt Nam vào những cái chuyện vô lý, hết sức là vô lý. Cái cuốn phim là sự thật, năm nhà báo viết, người ta làm cuốn phim đó. Không có gì xấu hổ, không có gì nói. Tôi cảm thấy không xấu hổ, mà tôi vẫn hãnh diện là người Việt Nam sống ở lý đô Sài Gòn này. Không có gì hết. Ông Ngô Kỷ cho ý kiến của ông rồi tới nhà báo Vũ Trung. Tôi đồng ý với anh Phúc, với bác Phong. Cộng đồng chúng ta nên tỉnh táo sáng suốt. Chúng ta đã từng bị bụng bị dân tụi xui thịt này nọ, nó giật dây này nọ, nó chủ động này nọ. Do đó chúng ta, đặc biệt chúng ta phải đứng ngồi sự giật dây lãnh đạo của Đảng Việt Tân. Tại vì Đảng Việt Tân, nếu Việt Tân phản đối, phản hồi hay bực tức, tôi nghĩ có lý. Tại vì cuốn phim này nó làm nhục Việt Tân, nó làm cho Đảng Việt Tân phải có những vấn đề bị mang tiếng danh dự đủ thứ, thì Đảng Việt Tân họ có quyền phản đối. Để họ, tôi thách Đảng Việt Tân đi kiện, tôi muốn Đảng Việt Tân đi kiện cái hãng phim này. Nếu anh có liêm sĩ, nếu anh nghĩ rằng anh vô tội, hàm Nguyễn Sinh Nghĩa. Do đó vấn đề là cộng đồng Việt Nam sáng suốt, ông chủ tịch cộng đồng hay các ông tổ chức quân đội này nào, các ông có những đóng góp cho cộng đồng tốt, tôi hoan nghênh, tôi hỗ trợ lâu nay ông Phát Bùi, hay Liên hội Chiến sĩ Tập thể Chiến sĩ, ông hai làm phân kỳ nhân ủy ban chống cộng sản ta xa, tôi là người quốc gia chống cộng sản, tôi ủng hộ các ông, nhưng tôi ủng hộ những việc làm các ông đúng, còn không phải các ông làm sai tôi ủng hộ. Cho đó tôi phải lên tiếng nói, đây là đất nước dân chủ. Dù rằng tôi không cho các ông là lãnh tụ của tôi, các chán ông nào lãnh đạo lãnh tụ như tôi, như anh Phúc nói, ok, các ông là những người đấu tranh, chúng tôi hỗ trợ tiếp tài vậy thôi. Tuy nhiên trở lại một xíu nữa, ok, đi ngồi vấn đề, tại vì cho nó xong. Hồi nãy có nhắc là có thể là có Mỹ đứng sau lưng chuyện này hay này nọ, thì theo tài liệu thôi, tôi nói theo tài liệu, thì ông E.C. Thompson đã đưa ra những tài liệu là ông Hoàng Cơ Minh lúc mà ở trong kháng chiến á, từ năm 80 đó, có theo tin tức là có chính phủ Mỹ, CIA, Bộ Quốc phòng Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia có liên hệ đến cái vụ kháng chiến của Hoàng Minh. Và bằng chứng ông ấy xong sinh, bây giờ ông vào ông sưu tra ra là có hồ sơ mà xin vô quốc tịch của ông Hoàng Cơ Minh á, lấy tên là người Nhật, lấy tên Nhật không lấy tên Việt Nam nha. Và địa chỉ của ông Hoàng Cơ Minh, nhà của ông á, là ông lấy địa chỉ nhà của Richard Armitage nha. Là ông này là cao cấp trong Mỹ, là hội đồng an ninh quốc gia Mỹ sau thời ông Bush này, ông làm là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao đó, rất là lớn, ông rất là quan trọng. Và ông này á, theo tài liệu á, là đứng sau lưng cái kháng chiến Hoàng Cơ Minh. Và bây giờ ông E.C. Thompson á, tại vì sao mấy mươi năm họ giả mặt tài liệu đó, ông vào FBI, ông coi tài liệu, tại sao ông Minh lấy tên Nhật, tại sao lấy địa chỉ của một viên chức cao cấp chính phủ Hoa Kỳ. Ha? Thì bây giờ 6 trang tài liệu đó bị xóa hết, không còn dấu tích gì hết, chỉ có một vài tin tức. Còn 6 trang đó tại sao đi xóa đi? Có sự liên hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ đứng sau lưng ông Minh thời đó hay không? Trong kháng chiến hay không? Đó là trong cuốn phim tới và những lần tới họ sẽ đưa ra. Và tuy nhiên, đó là quá khứ. Còn bây giờ cuốn phim này á, tôi không có lý do gì nói chính phủ Mỹ đứng sau lưng để đưa cuốn phim này ra hết. Nhiều người nói rằng, ok, bây giờ Mỹ muốn tiêu diệt Đảng Việt Tân, bây giờ Cộng sản cho tiền này nọ, cho muốn tiêu diệt Đảng Việt Tân, do đưa cái này để diệt Đảng Việt Tân. Người khác thì cho rằng, ôi bây giờ sắp có bầu cử Việt Nam đồ này nọ, thay đổi chính trị, có thể đưa vụ này để mà Việt Tân có cớ về Việt Nam để mà tranh cử lãnh đạo đất nước này đó, vân 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 vân. Tuy nhiên, qua cái phim này, không có bằng chứng nào chính phủ Mỹ đứng sau lưng này cả.
và chẳng tôi chẳng thấy cái gì mà cộng sản đứng sau lưng. Còn cái chuyện báo Người Việt hay là bọn Việt Tân nói rằng cuốn phim này do ông Tony Nguyễn, một người thân cảm, đứng sau lưng cuốn phim này thì có. Ông Tony Nguyễn là một người thông dịch viên được mời tham dự được cuốn phim này, chính ông E.C. Thompson. Nhưng ông E.C. Thompson còn mời ông Jimmy Tam, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, là người chống cộng triệt để và đã từng với đồng bào và tôi đã biểu tình chống 53 ngày tại Trần Trường. Và ông ta là người quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao không nhắc đến Jimmy Tam mà chỉ nhắc, chỉ chủ mưu dùi nói ông Tony Nguyễn là cộng sản, để thân cộng sản, để mà gài cho người ta thấy rằng cuốn phim này là do cộng sản chỉ đạo hay giật dây. Do đó cộng đồng hãy sáng suốt, chính tôi yêu cầu cộng đồng sáng suốt. Tôi và những người đây là những người tị nạn đây, chúng tôi không binh vực gì cuốn phim ấy, nhưng chúng tôi không thể là nạn nhân của đoàn Việt Tân kéo chúng tôi vào để mà chống đối cuốn phim một cách vô cớ vô lý. Mà còn nếu mà cộng đồng thấy cuốn phim này vô lý hà nhục mạ thì cứ trưng dẫn bằng chứng đi một cách đứng đáng đàng hoàng. Nếu quý vị làm đúng, tôi sẽ hỗ trợ và tôi sẽ chống cuốn phim, nhưng hiện tại đến giờ phút này tôi không có bằng chứng nào. Vâng, xin mời ông Vũ Trung. Thưa anh Lân, tất cả quý vị cùng khán giả, cả một tuổi thơ của tôi gần 2/3 cuộc đời là đã sinh sống trong thời kỳ khói lửa chiến tranh giữa hai miền Nam và Bắc. Dĩ nhiên trong cuộc chiến tranh đó thì chúng tôi đã được nghe thấy những cái gọi là tuyên truyền, trước hết là của miền Nam, đồng thời sau đó lại cũng của miền Bắc nữa. Thì đến khi trưởng thành ra hải ngoại, tôi một lần nữa trong tay qua tài liệu mà anh Ngô Kỳ có được. Thưa quý vị, đây là một cái bản copy lại tất cả những sinh hoạt về báo chí của một cái tổ chức Đảng Việt Tân trước đây, đó là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Chỉ trong một trang nhỏ như thế này thôi, họ chia làm ba cột. Một cột là kháng chiến Cửu Long, một cột bên này là kháng chiến Sài Gòn, và một cột bên này là kháng chiến Quảng Đà. Quý vị hãy tưởng tượng, hơn 20 năm về trước, cái không khí hừng hực lửa, hận thù vì phải bỏ thân xác ở trên biển, bỏ nhà bỏ cửa, xa quê hương, đi ra làm cái thân, dung thân tại nước ngoài, thì cái sự hận thù nó cuộn lên giống như là núi Thái, giống như là ngọn núi lửa vậy. Cho nên mới xuất hiện những cái bản tin. Nếu chỉ cần đọc qua những bản tin này thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái bản tin đánh giá rất là thấp cái trình độ của người đọc, của người dân, của những nạn nhân của chiến tranh. Ví dụ chẳng hạn như bản tin đầu tiên bên cột này thì lại nói là huấn luyện thanh niên nam nữ, tức là tổ chức đã về trong nước huấn luyện thanh niên nam nữ, rồi lại đưa cái đề cao cái giá trị của tổ chức này, cho biết rằng một ổ kháng cự, tức là kháng cự chống lại Cộng sản Việt Nam, đã quyết định gia nhập mặt trận. Đây là một cột tuyên truyền, thấy rõ chỉ cần đọc cái tựa thôi, chưa kể là ở dưới một số chi tiết là nói là cái tỉnh này Trà Vinh, Hòa Vang vân vân. Cột bên này thì lại đề cao một tên ở trong đoàn thanh niên cộng sản bị giết, là bởi vì nội dung nói là bởi vì đi báo cáo hoạt động của tổ chức. Cho nên đây là một cái bản tin tuyên truyền mà rất là rẻ tiền, thấy rõ. Bản tin cuối này là kháng chiến Quảng Đà, những tin tức liên quan Quảng Đà thì nói rằng là phục kích một toán Việt Cộng tại huyện Thiên Phước. Thì dĩ nhiên Thiên Phước là có thật, nhưng mà phục kích có thật hay không đó là chuyện khác. Ngày giờ thì cũng có ghi trong này, một vứt bỏ lại CKC AK-47. Rồi cuối cùng là lại thêm một tổng tin nữa, tựa rất lớn, một thương binh Việt Cộng viết môn văn xin tham gia kháng chiến, lại xin vào tổ chức. Nó tóm lại cả một cái trang này cho thấy một cái sự tuyên truyền rất là non nớt. Nhưng mà tại sao có người tin? Thì tôi trả lời là chưa hẳn người ta tin hết được cái cách viết của bản tin này, tuyên truyền một cách ấu trĩ trẻ thơ đó. Nhưng mà cái lửa hừng hực khi phải rời bỏ quê hương nó còn bốc cao ngùn ngụt, và đã bị một số những thiểu số có đầu óc và lợi dụng cái tình cảm xa quê hương đau đớn đó. Đó là ý kiến của tôi. Còn cái chuyện mà cái tổ chức này còn tồn tại được hay không thì do chính những con người trong tổ chức. Chỉ còn hết. Hồi nãy tôi nhắc đến Pháp Bùi thì những người mà nói cuốn phim này nhục mạ cộng đồng, thưa quý vị, họ chiếu những cuốn phim diễn hành như Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như thế này, rồi lính quân cảnh đi diễn hành như thế này, rồi lính duyệt binh như thế này, thì tôi nghĩ rằng họ chiếu trung thực những cuộc diễn hành của cộng đồng, ngay cả lính cầm súng như thế này thì đây cuộc diễn hành, thì tôi không thấy lý do gì nói rằng những hình ảnh này là nhục mạ cộng đồng hết. Và tôi mong rằng ông Bùi Phát, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia, hay những tổ chức quân nhân, hay cộng đồng ai phản đối, hãy cho chúng tôi bằng chứng những hình ảnh này hay những lời nói nào là nhục mạ cộng đồng, phỉ báng cộng đồng, hay là cho cộng đồng là khủng bố. Đó là điều chúng tôi muốn nghe, muốn thấy. Vâng.
suy nghĩ về bộ phim Terror in Little Sài Gòn, khủng bố ở Little Sài Gòn. Như chúng ta thấy ở đây, mỗi người đều có một cái suy nghĩ rất riêng của mỗi người. Trong những ngày tới, Phố Bô Sài TV cũng sẽ tìm hỏi tới nhiều những ý kiến khác nhau trong cộng đồng Việt Nam ở nhiều chính kiến khác nhau. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia một buổi hội luận rất là dài ngày hôm nay, và xin hẹn lại trong những buổi hội luận trong tương lai.